Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, nửa đầu năm 2018 đã qua đi, điều hành chính sách tiền tệ đã làm được những gì? Đâu là những điểm nhấn nổi bật trong điều hành chính sách tiền tệ nửa đầu năm nay? Tăng trưởng tín dụng, tỷ giá, lãi suất hay xử lý nợ xấu? Điều hành chính sách tiền tệ được thị trường nhìn nhận như thế nào? Chuyên đề tạp chí ngân hàng ngày hôm nay sẽ giúp cho quý khán giả có cái nhìn đa chiều về kết quả điều hành chính sách tiền tệ trong 6 tháng đầu năm 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng là mục tiêu xuyên suốt trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2018. 6 tháng đầu năm, mục tiêu này đã được các chuyên gia nhìn nhận tích cực. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Lê Minh Hưng cho biết, tính đến cuối tháng 6, lạm phát cơ bản so với cùng kỳ năm 2017 tăng khoảng 1,37%. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2018 tăng 1,35%. Diễn biến lạm phát cơ bản duy trì trong biên độ từ 1,3% đến 1,5%, tức là hết sức ổn định. Theo Hưng, điều đó cũng cho thấy chính sách tiền tệ và các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô đã được điều hành đúng theo mục tiêu, theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong thời gian vừa qua. Điều này góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4% theo mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ. Thì hiện nay thì lạm phát nếu mà mổ xẻ ra thì cái lõi của nó, tức là các cái vấn đề về lạm phát do chính sách tiền tệ thì vẫn là thấp, thậm chí là hơi thấp quá so với mức 2% là mức mục tiêu của lạm phát lõi. Thế còn chủ yếu cái lạm phát chung nó đến từ việc là tăng giá dịch vụ công, giá năng lượng, giá thực phẩm và giá giáo dục thì nó có thể mang tính thời vụ. Tăng trưởng tín dụng tăng trưởng chậm nhất trong 3 năm qua, đó là kết quả đạt được trong điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm 2018. Dù tăng trưởng thấp, song tín dụng đang đi đúng hướng, chảy vào các lĩnh vực ưu tiên thay vì các lĩnh vực rủi ro như bất động sản. 7,88% là mức tăng trưởng tín dụng tính đến hết tháng 6 năm 2018. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Cùng kỳ năm 2016 và 2017, tín dụng tăng trưởng lần lượt là 8,214% và 9,06%. Trong đó, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng đạt gần 7% và chiếm tỷ lệ 20% trên tổng dư nợ nền kinh tế. Tín dụng đối với công nghiệp xây dựng tăng hơn 7%, chủ yếu tập trung chế tạo chế biến, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tính đến thời điểm này khoảng 3%, trong khi dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy trì ở mức thấp và chỉ chiếm khoảng 8% tỷ trọng cho vay toàn nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng với mục tiêu tăng khoảng 20% trong năm 2018 thay vì mức 30% năm 2017. Điểm mới của 2 năm trở lại đây 2017, 2018 đó là tín dụng tăng trưởng khá đều ngay từ đầu năm, và điều này cũng đã phản ánh được cái tính ổn định của nền kinh tế đã tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước đây, và cơ cấu tín dụng và chúng tôi theo dõi cũng khá hợp lý và hướng được cái dòng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, và tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thì đã được kiểm soát và ngân hàng liên tục là cảnh báo các lĩnh vực tín dụng là luôn luôn quan tâm, một là tăng trưởng tín dụng, hai là đảm bảo chất lượng tín dụng. Cho nên nếu cứ tăng trưởng liên tục với một tốc độ cao thì nó sẽ tạo cái rủi ro rất là lớn, cộng với chuyện là các ngân hàng cũng phải đạt được những cái chỉ tiêu về an toàn vốn, về tăng vốn điều lệ cũng như các cái chỉ tiêu về cho vay huy động thì không thể nào mà tăng trưởng nhanh được, không thể tăng trưởng mạnh như trước đây được. Và tôi cho rằng là 6 tháng đầu năm thì thường là cái tỷ lệ tăng trưởng nó luôn luôn thấp hơn 6 tháng cuối năm. Cho nên nếu như mà tổng số với cái tốc độ như thế thì bình thường cuối năm cũng vẫn có thể đạt được những cái chỉ tiêu đặt ra. Các chuyên gia đoán định rằng trong năm 2018, tăng trưởng tín dụng sẽ thấp hơn mục tiêu khoảng 1-2%. Trong khi đó, con số tăng trưởng tín dụng dự báo do vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đưa vào khoảng 14-15%, hoặc có thể cao hơn nhưng tối đa chỉ ở mức 17%. Điều đáng lưu ý nhất trong nửa đầu năm nay chính là vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối và tỷ giá. Chịu áp lực lớn từ việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ đã có không ít lần nổi sóng, tuy nhiên vẫn nằm trong kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Mời quý vị cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Nửa đầu năm 2018, thị trường ngoại hối chứng kiến không ít lần nổi sóng, cuộc gặp tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ.
Khởi điểm đầu năm, tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ dao động quanh mức 22.709 đồng một đô la Mỹ. Sau 2 tháng, tỷ giá đã tăng thêm 40 đồng trên một đô la Mỹ. Chưa dừng lại, đà tăng của tỷ giá lại được tiếp tục củng cố khi tăng tới 144 đồng vào ngày 30 tháng 5. Tính đến cuối tháng 6, tỷ giá đã chạm ngưỡng 23.000 đồng một đô la Mỹ, tăng tới 238 đồng so với đầu năm. Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước chủ yếu giữ xu hướng tăng trong quý 2 năm 2018, mức tăng tương ứng là 0,25%, 0,36% và 0,24% trong các tháng 4, 5 và 6 so với cuối tháng trước. Tính chung trong quý 2, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng 0,85% so với cuối quý 1 và tăng hơn 1% so với cuối năm 2017. Lũy kế từ đầu năm tới nay, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đã tăng trên 1%, với biên độ cho phép là cộng trừ 3%. Tỷ giá liên ngân hàng hiện nay tăng 2,5% so với cuối năm 2017. Đây là diễn biến theo Ngân hàng Nhà nước vẫn nằm trong tầm kiểm soát, phù hợp với đồng tiền thế giới và trong khu vực. Thứ nhất thì phải khẳng định rằng là Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá thì không vì một cái mục tiêu duy nhất nào, mà vì mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó thì việc điều hành chính sách tỷ giá thì phải phù hợp với các cân đối vĩ mô cũng như là diễn biến của thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Thế và vì Việt Nam của chúng ta thì là đối tác thương mại cũng như là đối tác đầu tư với rất nhiều nước trên thế giới, cho nên trong điều hành tỷ giá thì Ngân hàng Nhà nước không chỉ là nhìn vào một đồng tiền mà phải nhìn vào diễn biến của các đồng tiền. Thì đây cũng là một cái diễn biến vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, và nó cũng phù hợp với cái xu hướng diễn biến của các cái đồng tiền trên thế giới và trong khu vực. Cũng trong nửa đầu năm nay, dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục mới lên tới gần 64 tỷ đô la Mỹ, vượt xa so với con số 28 tỷ đô la Mỹ cách đây 2 năm rưỡi. Tôi cũng có cái mong muốn là Ngân hàng Nhà nước sẽ có cái chính sách làm sao đó để ổn định được tỷ giá, để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi ổn định được giá cả trên thị trường và làm thương hiệu được tốt hơn. Có những cái chính sách hỗ trợ ưu đãi về lãi suất để làm sao thúc đẩy nhiều hơn nữa các doanh nghiệp xuất khẩu, để tạo ra cái cơ hội, nhưng cũng cái thách thức nhưng cũng chính là cái cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu có thể nâng được tỷ trọng xuất khẩu được nhiều hơn trong quý 3 và quý 4 năm 2018. Khi tỷ giá nổi sóng, mặt bằng lãi suất trong nửa đầu năm lại vô cùng yên bình, những doanh nghiệp hoạt động tốt thậm chí được các ngân hàng thương mại giảm 0,5% lãi vay. Mặt bằng lãi suất trong những tháng đầu năm 2018 được giữ ổn định, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm, trong đó các ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần đã giảm khoảng 0,5% một năm lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt. Cụ thể, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6% đến 9% một năm đối với ngắn hạn. Khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất cho vay từ 4% đến 5% một năm, 9% đến 11% một năm đối với trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, nhiều chuyên gia cho rằng với chính sách kiên định về tỷ giá, áp lực tăng lãi suất cũng sẽ lớn dần. Đây sẽ là thách thức lớn trong điều hành chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Vì chúng ta đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua để điều chỉnh cái mức lãi suất về cái mức thấp hơn, nhưng nếu mà so với bình quân của thế giới và các nước khu vực thì lãi suất của chúng ta đang vẫn là cao, và đấy vẫn là cái sức ép với doanh nghiệp. Và đứng trên quan điểm mà phát triển bền vững thì tôi tin là chính phủ vẫn tiếp tục giữ một cái mức lãi theo xu hướng là điều chỉnh giảm lãi suất. Do đó là rất khó để đánh đổi việc là giảm một phần tỷ giá trị đồng nội tệ, trong đó phải tăng lãi suất để mà giữ một cái lợi thế về xuất khẩu. Theo quan điểm của tôi là vẫn xu thế vẫn là điều chỉnh ổn định lãi suất, và theo xu thế là nếu giảm được để tăng lợi thế cạnh tranh trong việc giảm chi phí tài chính cho khối kinh doanh thì là tốt nhất. Hiện tại thì Ngân hàng nước cũng cố gắng duy trì cái mặt bằng lãi suất một cách ổn định, và nếu điều kiện cho phép và cũng sẽ phấn đấu cố gắng giảm cái mặt bằng lãi suất nếu điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên thì điều kiện trong thời gian trước mắt chúng tôi sẽ cố gắng giữ cái mặt bằng lãi suất ổn định hiện nay và đảm bảo cho thanh khoản hệ thống. Giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong 6 tháng cuối năm là điều mà các chuyên gia ngân hàng cũng như cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng. Giải quyết nợ xấu cũng đã tạo được bước ngoặt lớn trong 6 tháng đầu năm. Năm nay cũng là năm đánh dấu 5 năm hoạt động của công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng, và cũng gần 1 năm kể từ khi nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu được triển khai. Nợ xấu giảm chỉ còn trên 2%. Mời quý vị cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
6,18% là tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 6 năm 2018. Con số này đã giảm nhanh từ mức 4,11% vào thời điểm giữa năm 2014, 2,55% năm 2015 và 2,46% cuối năm 2016. Trong đó, nợ xấu xử lý qua VMC đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 đạt 310.517 tỷ đồng. Theo dự nợ gốc nội bảng, ước tính đạt trên 40% tổng nợ xấu được xử lý. VMC cũng đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi gần được 100.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý, việc đẩy nhanh mua nợ theo giá thị trường theo nghị quyết 42 của Quốc hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng VMC xử lý thu hồi nợ xấu trong gần một năm vừa qua. Không chỉ dừng ở cái khung pháp lý mà còn làm cái sự kết hợp, sự hợp tác đối với các cơ quan ban ngành để hỗ trợ cùng với các tổ chức tín dụng cũng như đối với Sacombank trong quá trình xử lý đối với từng cái hồ sơ, từng khách hàng. Và trên cơ sở xử lý đó tạo cái điều kiện cho ngân hàng xử lý tốt nợ xấu và đồng thời cũng tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp có cái điều kiện để tổ chức lại, cơ cấu lại cái hoạt động kinh doanh của mình để giúp cho cái xã hội, cái nền kinh tế có thể là phục hồi hơn. Đến năm 2020 thì chúng tôi sẽ xử phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, các cái đơn vị chức năng để xử lý căn bản cái số nợ xấu VMC đang quản lý. Đồng thời sẽ mở rộng cái hoạt động mua bán nợ xấu theo cơ chế thị trường để xử lý hiệu quả dứt điểm các cái khoản nợ xấu trong nền kinh tế. Thế và từng bước tạo lập và hình thành cái thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam để tận dụng tối đa nguồn lực ở trong và ngoài nước. Sau 5 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VAMC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2018, VAMC đã mua được trên 310.000 tỷ đồng nợ xấu theo dư nợ gốc và phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi được gần 91.000 tỷ đồng, tương đương 30% tổng số nợ mua, góp phần quan trọng trong việc đưa nợ xấu nội bảng toàn ngành ngân hàng về mức dưới 3%. Ngoài ra, VMAC cũng đã mua nợ theo giá thị trường đạt trên 3.000 tỷ đồng, với kết quả thu hồi là trên 90% số tiền mua nợ. Như vậy, VAMC đã và đang tích cực thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, để có thị trường mua bán nợ với sự tham gia của cả các nhà đầu tư nước ngoài như kỳ vọng hiện nay của Việt Nam thì còn rất nhiều việc phải làm. Vì thế, nếu chỉ có sự nỗ lực của VMC hay cả ngành ngân hàng mà không có sự chung tay góp sức của các bộ ngành liên quan thì chưa biết đến khi nào sân chơi mới cho nhà đầu tư có thể được vận hành. Đến đây, chương trình tạp chí ngân hàng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.